Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức, một sự kiện lịch sử của Việt Nam, đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử đất nước. Đối diện với áp lực từ sự tiến công của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng, Thiệu phải đối mặt với những quyết định khó khăn, cuối cùng dẫn đến việc ông từ chức từ vị trí Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên nhân của việc Nguyễn Văn Thiệu từ chức có thể được tìm thấy trong bối cảnh phức tạp của cuộc chiến tranh Việt Nam. Kể từ khi giải thể đế quốc Pháp và sự chia cắt tại hội nghị Geneva năm 1954, Việt Nam đã chia thành hai miền, với miền Nam do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo dưới sự ủng hộ của Mỹ. Tuy nhiên, sự ổn định trong miền Nam nhanh chóng bị đe dọa bởi sự tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng từ năm 1959. Trong vai trò của Tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu đã đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù được hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ, Thiệu phải đối mặt với sự phản đối nội bộ, sự phân biệt chính trị và những nỗ lực của quân đội và dân chúng miền Nam để chống lại sự xâm lược từ phía Bắc. Tuy nhiên, sự mất lòng tin từ dân chúng cũng như sự gia tăng của phong trào phản đối chính trị đã khiến cho tình hình nội bộ của chính phủ trở nên không ổn định. Vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, trong một bài phát biểu truyền hình trọng đại, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức từ vị trí Tổng thống. Trong bài phát biểu đó, ông cáo buộc Mỹ đã bỏ rơi miền Nam và ra lệnh rút lui quân đội khỏi các khu vực quan trọng, gây ra sự hỗn loạn và sợ hãi trong dân chúng. Sự kiện này đã gây ra một cú sốc lớn trong nước và quốc tế, đặt ra câu hỏi về tương lai của Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến tranh. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức đã tạo ra một sự kiện lịch sử đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam. Việc này đã mở ra một chương mới trong cuộc chiến tranh, khi quân Bắc Việt Nam và Việt Cộng tiến công, cuối cùng dẫn đến sụp đổ của chính phủ miền Nam và thống nhất đất nước dưới quyền lãnh đạo của Bắc Việt Nam và Việt Cộng. Hậu quả của việc từ chức của Nguyễn Văn Thiệu là một sự thay đổi lớn trong cảnh quan chính trị của Việt Nam. Cuộc chiến tranh, mặc dù đã kết thúc, nhưng để lại những vết thương sâu sắc trong lòng dân tộc. Sự kiện này đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của Việt Nam và tiếp tục là một chủ đề nghiên cứu và tranh luận sôi nổi trong nhiều năm sau này.